Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay sẽ quay cái bó cần này. Đầu tiên là một cái cần Daiwa 3m nha mọi người, cần Daiwa 3m. Cần này thì khoan hư hết rồi, còn đầu bu, phôi cần với lại bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Đây cần bát Fuji nha, bát Fuji. Cần này dài 3m, thu vào là 1m15, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 260g. Số 1 70.000. Số 1 70.000. Số 2 là cần Uban. Đây, máy in Korea 2m4 nha mọi người. Cần này nè. Đây, khoan này coi như hư khoan hết đi mọi người. Coi như hư khoan cho mọi người. Khoan này vẫn còn dùng ok nè, nhưng mà mình cứ coi như hư khoan hết, về cho mọi người thích thì mọi người thay dàn khoan khác nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Ba lóng, bát nhựa vặn. Cần này dài 2m4, thu vào là 89cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Đây, số 2 80.000. số 2 80.000. số 3 là một cây cần súp 3m3. Đây, súp 3m3, bát Fuji FX7, khoan hư, khoan coi như hư hết nha. Đầu bu này, đầu bu Fuji nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng. Đây, cần dài 3m3, thu vào là 97cm, đọt 2,7 ly, cân nặng là 300g. Số 3 90.000. Số 4 là một cây cần súp 24. Này, khoan hư hết rồi. Đây, đầu bu cũng coi như hư luôn nha mọi người. Về mọi người ấn thay cái gì cho nó đồng bộ thì thay nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng nè. Đấy, bát nhựa vặn nha. Cần này hiện tại dài 2m35, thu vào là 93cm, đọt 2 ly, cân nặng 180g. Số 4 70.000. Số 5, một cái cần ISO Daiwa bát FK-FX5. Đây, khoan mình coi như hư hết nha, cho mọi người lấy phôi với lấy bát thôi. Đó, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cần này hiện tại thấy dài 3m1, thu vào là 88cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 5, 60.000. Số 6 là một cây cần Waco 3m, bát Fuji, khoan coi như hư hết nha. Đầu bu Fuji nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy, ba lóng. Cần này dài 3m, thu vào 1m12, đọt 2,6 ly, cân nặng 200g. Đây này, cây số 6. Số 6, 80.000. Số 7 là một cây cần này Spincaster 36. Đây, hư cái nắp vặn chân cần nhé. Đây, cần gâu lục nha mọi người, 36. Đây, coi như hư khoan trung gian nha mọi người, còn được cái khoan cái này, còn khoan cái với đầu bu nha.
một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng nha. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m05. Cân nặng là 300g. Cân nặng 310g. Độc 2,6 ly. Đây là cây số 7. 140. Số 8 là một cây cần ISO. Đây, Bass Fuji FX6. Khoang mình coi như hư hết nha mọi người. Đây, khoang coi như hư hết. Khoang thì giờ vẫn còn đây, chỉ có hư cái đầu bu thôi, nhưng mình coi như hư hết đi. Còn người về thích thay thích đồ gì tùy nha. Đây, đọt chỗ này bị xước sơn rồi nè. Bị xước thôi nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm. Cần này dài 4,5m, thu vào 1,02m, đột 1,7 ly, cân nặng là 310g. Cây này cây số 8. Số 8, 101. Số 9 là cây cần này, Bass Fuji FX6. Cần này dài 2m1 nha, 2m1. Khoang mình coi như hư hết, còn đầu bu phô cần với bát thôi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 79cm, đọt 2,3 ly, cân nặng 140g. Đây là cái số 9. Số 9, 60. Số 10, đây. Sấp 36 nha mọi người, Bass Fuji FX7 Korea xuất Nhật nha. Đây, khoang coi như hết, còn lại đầu bu Fuji nè. Đầu bu Fuji, Bass Fuji FX7 nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Cần dài 3m6, thu vào là 1m02, đột là 2,5 ly, cân nặng là 300g. Đây này cái số 10. Số 10, 101. Số 10, 101. Số 11, một cây cần kinh tên 3m3. Kinh tên 3m3, Bass Fuji FX7. Khoang này mình coi như hư hết nha, khoang coi như hư hết, còn lại lấy đầu bu bát với lại phôi cần thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Cần này như gãy 10 phân đọt rồi, dài 3m2, thu vào là 94cm, đọt 2,5 ly, cân nặng 260g. Cây này số 11. Số 11, 80.000. Số 11, 80.000 nha mọi người. Mười hai là một cây cần ISO Daiwa nha mọi người. Daiwa ISO Bass FK FX7. Khoang thì coi như hư hết đi. Đây, khoang đầu bu coi như hư hết nha. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu, sáu lóng nha mọi người. Đấy, mình coi như hư hết khoang về mọi người tự thay. Bắt cần này dài 5m3, thu vào là 1m11, đọt là
1,25 ly, cân nặng 420 gram, 420 gram nhé. Cái này cái số 12, 12, 90 nghìn. Số 13 là một cây cần súp 2m4, bát nhựa vàng. Đấy, khoan thì mình coi như hư hết, cho mọi người lấy khoan đầu bu hơn hư hết nha, lấy phôi cần với bát thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. Đây, cây này dài 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng 180 gram. Số 13, 13, 70 nghìn. Mười bốn tiếp tục là một cây cần súp 2m7, khoan coi như hết nha, đầu bu nè, phôi cần với bát thôi nha mọi người, tính cái đấy thôi. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. Bát Fuji FX6, cần này dài 2m7, thu vào 1m, đột 2,5 ly, cân nặng 200 gram. Đây này cây số 14, 14, 80 nghìn. Số 15 là một cây cần kim tên 3m3. Đấy, súp nha mọi người, khoan coi như hư hết nha, đầu bu này, đầu bu Fuji nha. Cây này hình như cái đọt nó bị gãy rồi, hạ đọt rồi nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, cái đọt nó gãy không biết bao nhiêu phân rồi. Đọt nó gãy 10 phân rồi nha mọi người, 10 phân rồi, ở đây nên rắn lại nó già lên đây nè, gãy 10 phân rồi. Bây giờ nó chỉ còn 3m2, thu vào là 96cm, đọt là 3,2 ly, cân nặng 260 gram. Đây, chỗ này thì hơi tài sức, cây này đỡ đỡ tí. Cây này cây số 15, 15, 70 nghìn. Mười sáu là một cây cần ISO Sabiki 4m5. Đây, bát Fuji FX6 này, nó bị khô keo rồi. Đây, nó bị gãy một đoạn đọt nha mọi người. Đây, dàn khoan thì coi như hết đi, về mọi người thay đi, khoan hư hết rồi về mọi người thay nhé. Đấy, đọt này, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 5 lóng nha mọi người. Đây, cái này dính keo nhé, keo chứ không phải cái gì đâu, dính keo mọi người về gỡ ra đây. Bát Fuji FX6, cần này hiện tại còn dài 4m3, thu vào 98cm, đọt 2,3 ly, cân nặng 300 gram. Cây này cây số 16, 16, 80 nghìn, 70 nghìn, 16, 70 nghìn. Số 17 là một cây cần này cũng cần súp nha mọi người, bát Fuji FX7, cần này cần Shimano Swing, thôi đây Swing nhé. Khoan coi như hết, đầu bu Fuji còn này, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. Cái cần này hiện tại đo là dài 2m9, thu vào là 1m, đọt 1m1, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 200 gram. Cái này cái số 17, 17, 80 nghìn. Số 18 là một cây cần China xuất Nhật, dài 3m6. Đây, cần này cần ISO nha mọi người. Này, đọt nó cũng bị gãy một đoạn rồi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng nha, còn được 2 cái khoan mà cứ coi như hư hết đi, coi như hư hết đi nha. Bát Fuji FX6, cần này hiện tại
Ủa, người ta thay cái đột rồi sao mình đo thấy 3m 3m 87 rồi ta, quái vậy. Đo biết có nhầm gì không, chắc đúng rồi đó, đo thì không có sai đâu. Cuốn lại thử coi nó chắc là nó sáng như vậy. Ồ, cái này là 3m 57 mọi người, 3m 57 không phải 87 đâu, 3m 57 nhá, 3m 57 dài 3m 57 tức là giải khoảng là 3 phân đột á, thu vào là 1m đột là 1,9 ly, cân nặng là 200 gram. Đây này cây số 18 18 nha mọi người, 18 số 18 60.000, 18 60.000, 19 là một cây cần kinh tên này, New Star 2m1 Bad Fuji FX6 khoan coi như hư hết nhé, còn đầu bu Bad với phôi cần 1 lóng 2 lóng 3 lóng dài 2m1 thu vào 80cm, đột 2,6 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 19. 19 này 80.000. Đấy, 20. 20 là một cây cần câu tôm này. Cần câu tôm. Nó dài 1m2, 1m2 nhưng mà nó bị gãy một cỡ khoảng 3 phân đột rồi nha mọi người, bị gãy khoảng 3 phân đột rồi, vẫn xài bình thường nhé. Khoan còn ok, khoan còn ok nha mọi người, đây, đột của nó đột mảnh nè mọi người biết rồi. Câu tôm mà. Bát Fuji FX5 này, Fuji FX5 này, cần câu tôm nha mọi người. Đấy, cần câu tôm này. Rồi. Cần này dài 1m17. Cắn thu vào là 63cm. Đột là 0,9 ly, cân nặng là 60g. Cây này cây số 20. 20. Cây này 90.000. Hai mươi mốt là một cái ISO lóng ngắn này, ISO lóng ngắn. Đấy, nó hơi bị dơ nha mọi người, hơi bị bẩn. Đây, khoang này mình coi như hư hết luôn. Về đây khoan này thì mấy cái này mình thấy còn ok đây, nhưng mà nó bẩn đấy, về mình coi như hư hết luôn, về mọi người thay hay là sửa gì đó tùy mọi người nhé. Đây đột một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu, bảy, tám, chín lóng nha mọi người. Bát Fuji FX6. Bát Fuji FX6 này. Cần này dài 4m2, thu vào là 56cm. Đột là 0,9 ly, cân nặng 280g. Cây này cây số 21. 21, 90.000. Số 22 là một cây cần đây, cần này China xuất nhập nha mọi người. Đấy, cần này thì nó còn 4 cái khoang này, khoang này mình coi như hư hết đi. Đấy. Cái lóng thứ hai này cũng bị mẻ. Đấy. Về mọi người thay cái đầu khác đi nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng. Đấy, cái lóng thứ hai thì cái đầu mình thấy hơi mẻ mẻ đi thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì nhé. Mẻ đi thôi, chứ còn gắn cái khoang vào thì nó cũng giữ chặt rồi. Đấy. Còn người lấy phôi cần với cái bát vặn thôi.
Căn này hiện tại dài 2m3, thu vào là 56cm, độ 2,3 ly. Căn nặng 180g. Cây này số 22. 22 60. 22 60. 23, 23 là một cây cần ISO bass FK FF5. Cây này thì lóng dài mà thân nhỏ. Đây. ISO lóng dài thân nhỏ. Coi như khoan hư hết nha mọi người, khoan đầu bu gì hư hết đi. Đấy. Hiện tại thì đầu bu cũng còn đây nè, đầu bu thì còn đây. Nhưng mà mình coi như hư hết đi. Khoan đầu bu hư hết, còn người lấy phôi cần với lại bass thôi nha. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Cần này hiện tại dài 3m55, thu vào 1m07, độ 0,8 ly, cân nặng 120g. Cây này cây số 23. 23 60.000. Hai mươi bốn là cây cần này, bạc bạc màu chỗ này rồi, bát vặn nhựa nhá, khoan thì mình coi như hư hết luôn, khoan đầu bu coi như hư hết nhá. Đây, đột 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, đây 3 lóng 3 màu, nhưng mà vẫn thấy ok nha mọi người. Cần này dài 2m1, thu vào là 75cm, đột của nó 2,1 ly. Ủa. 2,1 ly. Cân nặng. Để mình thử đo lại cân nặng. Cân nặng là 180g nha mọi người. 180g. 180g nhé. Cây này cây số 24 40.000. 24 40.000. 25 25 là một cây cần tay Shimano. Đây, lóng ngắn này. Ok. Đột. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6, 7, 8, 9, 10 lóng nha mọi người. 10 lóng. 10 lóng nhưng mà lóng thứ 9 này, lóng thứ 9 mình thấy nó bị nứt rồi, lóng thứ 9 bị nứt rồi nhé. Lóng thứ 9 bị nứt. Ok. Cây này cây số đây dài 4m3, thu vào 58cm, độ 0,9 ly, cân nặng 220g. Đây này số 25. 25 40.000. 26 là một cây cần súp, cái này Bass Fuji FX7 nhé. Đấy, Bass Fuji F7. Còn được cái đầu bu, khoan coi như hư hết nha mọi người, khoan như hết, hư hết. Đây, đọt của nó 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Đấy, cái cần này hiện tại dài 3m7, thu vào là 1m03, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 300g. Cái này số 26. 26 60.000. 26 60.000 nha mọi người. Số 27. Đây. 27, một cái cây cần súp Bass Fuji FX7 này. Đấy. Cần này thì nó bị mất cái nắp vặn chân cần rồi á, mất cái nắp vặn chân cần phía đoạn dưới này rồi. Đấy, lóng của nó thì thân hình như thay lóng rồi, có lóng trồi, lóng sụp nè. Đây. Đó,
đậu bu. Đây, đọt của nó, mình thấy đọt của nó khá là cứng cáp nha, mọc lóng. Này, ống dụ này có nứt không ta, hay là người ta cột cái khoang đây nữa. Rõ này nhé, mọc lóng, hai lóng. Đây, nối lóng, dụ lóng số 2 này, ba lóng, bốn lóng. Bốn lóng, cái này lấy lóng và lấy bát về thay gì đó tùy mọi người nhé. Đây này dài hiện tại 3 mét, thu vào 1 mét 14, đọt là 2,3 ly, cân nặng 360 g. Cây này cây số 27. 27 nha mọi người. 40.000. 27 40.000. Hai mươi tám là một cây cần máy nhưng mà bị tháo bát rồi, cần này thì chỉ còn cái phôi cần thôi nha mọi người, phôi cần thôi đấy, còn người ta cột mấy cái khoan thì xấu á, về mọi người lấy cái phôi này thôi nhé. Cái khoan này người ta cột xấu á, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nhé, bốn lóng tất cả nha mọi người. Bốn lóng này về mọi người chế lại được, cái này cần này chế làm cần lục được nha mọi người, thấy đọt khá là to đó, cứng nè. Cần này hiện tại dài 3m8, thu vào là 1m1, đọt 3,5 ly, cân nặng là 300 g. Cây này cây số 28. Cây này 40.000. 28 40.000. Hai mươi chín là một cây cần tay Ryobi, cần tay Ryobi nhá. Cần này cũng bị mắc cái nắp bằng chân cần. Đây, đọt của nó. Ok. Một lóng, hai lóng. Này. Này bị bẩn nha mọi người. Đây, bị bẩn. Cạo sạch này. Đấy, về rửa đi sạch nhé. Hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nhé. Mắc cái nắp vặn chân cần này. Cần này dài 5m4, thu vào là 1m03, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 320 g. Cái này cái số 29. 29 70.000. Ba mươi là một cái cần ISO bát FK FX6. Khoan này như coi như hư hết, mọi người lấy phôi cần với lấy bát thôi, về mọi người có thay khoan hay sửa khoan tùy mọi người nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Cây này dài 2m, thu vào là 73 cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 80 g. Cây này cây số 30. 30 60.000. Ba mươi mốt là một cây cần tay mà chế thành cần tay máy phụ. Cần tay mà chế làm cần tay máy phụ nha mọi người. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Bốn lóng. Bát Fuji FX5. Cần này dài 3m6, thu vào 1m, đọt 1,7 ly, cân nặng là 360 g. Cái này số 31. 31. 70.000. 32, một cây cần hiệu Ebisu nhé. Ebisu. Cần tay nha mọi người, cần tay đọt này. Ok. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy lóng nha mọi người. Bảy lóng. Cần này dài 4m8, thu vào 88 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 180 g. Cây này cây số 32.
70. Số 33. 33, một cái cần mini như cây bút. Đây, cần tay máy phụ nha mọi người. Cần tay máy phụ. Đây, đọt của nó. Đây, đọt nó nhé. Một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng này, năm lóng này, hư một cái khoang. Sáu lóng, bảy lóng, tám lóng. Đấy, 8 lóng, 9 lóng. 9 lóng nha mọi người. Hư 2 3 cái khoang vậy đấy. Khoang cần tay máy phụ thì biết rồi. Về mọi người lấy cái dây thép mọi người cọc là được. Đấy. Này. Hư 2 3 cái khoang vậy đấy. Tại nhiều này thì còn này, mấy cái khoang nhỏ nhỏ sẽ dây thép cuốn qua như thế này. Rất đơn giản nhé. Rồi. Cái này hiện tại dài 2,5 m, thu vào là 36 cm, đọc là 0,7 ly, cân nặng là 60 g. 60 g nhé. Cây này cây số 33. Được. Số 33. 60. 33, 60. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99 ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người mua hàng thì vui lòng là kiểm tra hàng trước khi nhận, là để xem nó có bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không, hoặc là cái sai sót gì so với trên video hay không mọi người. Có gì thì báo ngay cho bên mình để giải quyết luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu xem hàng xong rồi mới báo bên mình, thì mình sẽ không giải quyết đâu nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.